Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn lại đến với kênh của mình. Và bây giờ mình sẽ tiếp tục làm một cái video về núi khỉ V3. Mời các bạn cùng có đi xem lên nha. đi con. Hiện tại là sáng chủ nhật nha các bạn. Bây giờ mấy chú khỉ không có còn ở khu vực ở chỗ cổng chùa nữa, mà mẹ anh di cư xuống chỗ sườn núi à, chỗ khu vực cáp treo. Mẹ anh chơi dưới này nè, có hai bố con anh này đem một bịch xoài tứ quý lên cho mẹ anh ăn. Thường thì mình quay cho các bạn xem cảnh ở chỗ cổng chùa, nhưng mà bây giờ lâu lâu mấy anh cũng di cư xuống dưới khu vực ở dưới này mấy anh chơi. Mà một khi mà mấy anh đi rồi á là mấy anh đi nguyên cả bầy luôn trên khu vực ở trên đó, giờ không còn con nào hết, xuống dưới đây hết. À, giờ bắt đầu cầm trái xoài bự lên cho con khỉ ngồi trên nha các bạn. Này. À, lên cho con ngồi trên nè. Bỏ trái này chạy theo trái kia luôn. Nó có một trái rồi. Mày. Bỏ trái này chạy theo trái kia. Này, chiếc xe của hai bố con bạn này thủ nguyên một bịch xài xài tới quý luôn này, cũng gỡ ra chục ký á. Này, cho con khi bự à, cho con khờ, hình này là khờ nha các bạn nhớ nha. Sáng chủ nhật mọi người dẫn con lên chơi rồi quay phim chụp hình chung với mấy chú khỉ luôn làm kỷ niệm đấy. Phụ huynh dắt mấy bé lên chơi nè. À, tự sướng đã chưa, thoải mái sảng khoái vô cùng luôn. Và đây là quang cảnh của cáp treo Vũng Tàu, từ nhìn từ trên núi V3 nhìn xuống nha các bạn. Cảnh này là cảnh nhìn rất là đẹp, rất là có rất là nhiều người lên đây tới chỗ này chụp hình selfie rồi làm kỷ niệm rồi. Chỗ này chụp hình lý tưởng lắm nha các bạn. Nhìn từ trên cao nhìn xuống. Vị trí này nằm ngay trên đường V3 luôn, ở trên núi lớn thành phố Vũng Tàu. Đứng từ đây mà nhìn qua là thấy cái núi nhỏ nằm bên kia. Đó các bạn thấy không? Có cái núi nhỏ nằm bên đó đó. Đó. Và đây hai chú nhỏ nha. Mấy anh này ít cái nào đi chung với lại cái bầy lớn kia lắm, bởi vì nó chơi với bầy lớn là nó bị ăn hiếp à, cho nên là cái bầy lớn hiện tại giờ còn đang nằm dưới kia rồi. Đây hai chú nhỏ ăn riêng, được người ta cho là ăn riêng vậy đó, chứ ăn chung với cái đám lớn kia là nó giành ăn hết, nó đuổi đi rồi. Cho ăn chung rồi. Những bạn khỉ nhỏ lẻ loi như thế này nè thì chỉ có việc ăn riêng thôi, chứ còn nếu mà ăn chung là không có ăn được với cái bầy khỉ lớn. Mà con này á, nó là cái con mà người ta nuôi người ta thả luôn nha các bạn. Con này không phải là cái bầy ở trên khu vực ở trên này, nó là loại khác bầy, cho nên là nó không thể nào mà hòa nhập vào cái bầy ở trên kia được. Chỉ có là cái bầy trên kia ở đằng kia thì nó ở đằng đây, nó không có hòa nhập chung với ăn chung chơi chung dẫn chung được. Nó có một cái bầy riêng của nó, chỉ có vài con thôi. Được ăn một mình như thế này thì rất là thoải mái và an tâm nữa, cho nên là ngồi ăn ung dung. Còn bình thường mà nếu mà có cái đám khỉ kia là không có ngồi yên mà ăn như vậy đâu nha các bạn. Hôm nay là sáng chủ nhật nên là cũng có nhiều người lên đây chơi. Do vì bầy khỉ nó di cư xuống khu vực này nên là người ta xuống khu vực này người ta chơi, người ta ngắm khỉ chụp hình
sẵn có chỗ này có cảnh rất là đẹp luôn. Phụ huynh dắt em bé em nhỏ lên chơi này, sảng khoái cho sáng chủ nhật luôn. Rồi, giờ trở lại câu chuyện của hai bố con anh này. Cứ vài ngày là anh ấy chơi một bịch trái cây đem lên cho mấy bạn khỉ. Hai bố con này rất là thương mấy chú khỉ, vài ngày là cho ăn bịch, vài ngày là cho ăn bịch. Mấy anh khỉ thấy hai bố con mấy anh này lên là mừng lắm luôn. Còn đây là anh khờ, các bạn còn nhớ anh này không? Đây, chàng khờ nhưng chẳng khờ tí nào. Nhìn anh một đống vậy đó, siêu lười biếng là anh này nè, ăn ngồi chỗ vậy thôi. Mà vì anh có cái tánh là hiền, không có cà chớn, không có khè khè, không có hù ai hết trơn á. Đói bụng là đi xin ăn, mà cứ được ăn rồi là ngồi chỗ mà ăn. Rồi, giờ các bạn thấy chưa, bây giờ bắt đầu khỉ nó từ ở dưới nó đi lên đó, từ chỗ dưới đó bắt đầu mà ảnh kéo quân về nha các bạn. Chơi đã khu vực ở dưới đó rồi, bây giờ quyên đội quân nó kéo về. Và khi mà nó kéo về rồi là bắt đầu nó kéo về hết luôn nha các bạn. Tất cả bao nhiêu quân số là đi hết, còn về là về hết luôn. À, các bạn nhìn thấy dưới đường không? Đó, bắt đầu mang băng ngang qua đường đó. Đó, anh bắt đầu về đấy. Và mọi người lên đây chơi chỉ chờ cái giây phút thăng hoa này thôi nha các bạn. Anh như cô thăm con bác năm ở xa mời về, dáng người xinh sao xinh quá trông ngẩn ngơ đám trai làng ta. Mới ngày nào khoe dây nháy tiền, mới ngày nào tung tăng khắp miền, mà giờ đây cô thăm xinh như nàng tiên. Mặt hoa ra phấn đôi mắt đã tình, mày công ngồi thắm nhung gấm quanh mình, chân dài tay thấy du xoay nhìn cô ta tức như liễu buông mạnh. Bà con cô bác ai nấy khen thầm, ước mong cô gái ngoan nhà mình. Ô kìa ai như cô thắm trong dáng hoa gấm hoa trang đài, thế mà hôm nay cô thắm không khác chi các cô làng ta. Nón bài thơ nghiêng trong nắng tà, áo bà ba riêng quê ấy mà cùng chị em chấn dép cô đi chờ xa. Thì ra cô thắm đang mến hơn người, vì cô ăn ở thứ thố theo thời, bao người thương bao trang mê, làng trên xóm dưới nô nức xa gần, bà con cô bác ai nấy khen thầm, ước chi ta có dâu là nàng. Anh như cô thắm con bác năm ở xa mời về, dáng người xinh sao xinh quá trông ngẩn ngơ đám trai làng ta. Mới ngày nào khoe dây nháy tiền, mới ngày nào tung tăng khắp miền, mà giờ đây cô thắm xinh như nàng tiên. Mặt hoa ra phấn đôi mắt đã tình, mày công ngồi thắm nhung gấm quanh mình, chân dài tay thấy du xoay nhìn cô tha thiết như liễu buông mạnh. Bà con cô bác ai nấy khen thầm, ước mong cô gái ngoan nhà mình. Ô
kìa ai như cô Thắm, trong dáng hoa gấm hoa trang đài. Thế mà hôm nay cô Thắm không khác chi các cô làng ta, đón bài thơ nghiêng trong nắng tà, áo bà ba riêng quê ấy mà, cùng chị em chắn dép cô đi chờ xa. Thì ra cô Thắm đang mến hơn người, vì cô ăn ở theo thua theo thời. Bao người thương, bao chàng mê, làng trên sông dưới nông nước xa gần. Bà con cô bác ai nấy khen thầm, ước chi ta có dâu là nàng. Thì ra cô Thắm đang mến hơn người, vì cô ăn ở theo thua theo thời. Bao người thương, bao chàng mê, làng trên sông dưới nông nước xa gần. Bà con cô bác ai nấy khen thầm, ước chi ta có dâu là nàng. Rồi, video mình đến đây là kết thúc nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Rồi, xin chào. Hẹn gặp lại các bạn vào video sau nha. Xin chào.